to my channel, Dubu Live Vlogs. Được. Và bây giờ là Lu sẽ sơn móng tay. Sơn móng tay các bạn. Rồi con ngồi lấy cái dép ra. Qua đây ngồi. Qua đây ngồi. Đó là hai dì cháu sẽ bắt đầu sơn móng tay. Sơn móng tay mà móng chân. Con hello chưa? Xin chào các cô chú, các chị chưa? Chào chưa? Hello, xin chào các cô chú, các chị. Nói bình thường thôi, có đâu mẹ. Giống như đang nói chuyện Út nè. Sao? Bơ. Bơ bơ bơ. Hả? Hello, xin chào các chú, xin chào mấy anh chị. Rồi và bây giờ thì Út dưới Gon sẽ sơn màu nào đâu, không biết con coi màu nào được đâu. Út sẽ sơn. Một ngày nào đó. Cái màu này là màu đẹp nè. Rồi cho con chọn màu nào. Ủa màu đen có nhiều tiếng không? Hả? Màu đen có nhiều tiếng. Màu đen hả? Vậy là phải vô lấy cái thằng khẩu trang bịt lại nè. Thôi con không lấy rồi. Thôi nên vô lấy khẩu trang bịt miệng con lại đi để thôi rình nó yên. Để có chỗ màu xanh. Màu xanh nè. Một người nào đó. Đó bây giờ phải bịt khẩu trang lại ha. Smart for because bad smell. À, cái này rất là hôi nha các bạn, cho nên là phải bịt lại trước. Phải bịt lại xong rồi sơn thì nó sẽ tốt hơn nha. Rồi ok, và bây giờ mình sẽ sơn một cái màu bóng trước. Trời ơi à, đụng với các bạn không? À rồi nè, chiên nghe nó được. Nhờ sơn cho con trước ha. Ngồi xuống. Có sơn chân không? Sao hả? Sơn chân luôn, ngồi xuống. Sơn móng chân tí nữa. Xích cho đây. Sơn móng chân tí nữa. Cỡ dưới thì chưa. Từ từ xuống tay trước đi. Nè. Quay tay ra. Cái gì kỳ? Hả? Sơn màu trắng gì được không? Hay sơn màu nào? Được không? Suy nghĩ kỹ chưa? Kỹ thì sao? Rồi sơn màu trắng thôi, khỏi sơn màu kia phải không? Đúng chưa? Đúng rồi. Thiệt đúng chưa? Đúng rồi. Con có gì ăn không con? Có gì ăn không? Tôi không muốn gì. Hả? Tôi không muốn gì, sao gì nó lấy ra. Không gì đâu, có gì đâu lấy. Có gì? Tay kia. Có gì? Hả? Cái bánh mỗi con người dân dị. Hết rồi, Út dị ăn hết luôn rồi. Còn bánh nào khác không? Thiệt không? Chứ Út thấy là trong học tủ của con là nhiều bánh lắm nha. Hả? Thiệt không? Ủa thấy hai ba bánh luôn nè. Bốn năm bánh luôn, cất cơ trong đó đúng không? Quá hả? Vậy chú Út xem được không? Ừ. Mở hộp tủ Út xem được không? Ừ. Hả? Nó lớn rồi, nó giống gì được. Hết à? Rồi. Rồi con bỏ vô đó đi. Bỏ hai cái tay vô đây. Hai cái tay luôn. Đừng có ngó vô cái đèn màu xanh nha. Đuôi mắt. Nó còn kìa. Đúng rồi đó. Một ngày nào đó như không mà thôi, như khói không vậy thôi. Đừng có nói vô trong đó mà. Nói vô nó đua mất rồi sao? Như không mà thôi,
giờ mình sẽ sơn cái màu này trước ha, tức là cái màu bóng đó các bạn. Sơn trước một lớp màu bóng, xong rồi mình sẽ hơ máy cho nó khô trước. Xong rồi mới bắt đầu sơn màu lên. Rồi đừng có lấy ra coi. Đừng có đụng vô nha, để sơn móng chân móng đó. Còn gãi đầu nó kêu đừng lên, đừng còn gãi đầu nữa. Thiệt tình nè. Đẹp không? Ừ, nhưng mà màu trắng. Màu trắng mà thấy đẹp không? Màu trắng nhưng mà cái trắng như vậy. Vậy chứ Út chưa sơn mà, Út chỉ sơn màu trắng vậy thôi chứ sơn mà. Có vậy nhưng mà màu trắng Út kim tím mà. Có. Chị ơi, sơn màu hồng cho con giống giống màu của mẹ Duyên nha. Chịu không? Khóc rồi đó. Sao hai ba màu giống nhau vậy ta? Rồi sao cho gọi màu dễ thương lắm luôn á. Bay lên kèm bị té. Ha, được không? Tạo đất cơn có kim tiến nữa hả? Vậy giờ cho kim tiến luôn làm sao? Cho luôn không? Rồi tắt cái này trước đi. Xíu nữa.